Mặc dù bộ khuếch đại servo là thiết bị chất lượng cao, nhưng chúng vẫn có thể gặp sự cố do điều kiện sử dụng như nhiệt độ, độ ẩm và độ dung hoặc do các bộ phận bị hư hỏng hoặc đã hết thời hạn sử dụng. Việc kiểm tra hàng ngày và định kỳ phải được thực hiện để tránh xảy ra sự cố và đảm bảo việc sử dụng nhất quán các thiết bị việc kiểm tra hàng ngày là để xác nhận rằng động cơ hoạt động theo thiết kế và để kiểm tra xem có bất kỳ sự cố hoạt động nào không như độ rung hay nhiễu bất thường. Việc kiểm tra định kỳ là dừng thiết bị và thực hiện các thao tác kiểm tra không thể thực hiện được trong khi đang vận hành. vít, bu lông và các phụ kiện khác có thể bị nới lỏng do độ rung hoặc thay đổi nhiệt độ. Các phụ kiện phải được kiểm tra trong quá trình kiểm tra định kỳ để đảm bảo chúng được siết chặt đúng cách. Bộ lọc khí cũng phải được vệ sinh như một phần của cuộc kiểm tra này. Một lưu ý thận trọng ở đây. Một số bộ phận bên trong thường lưu trữ điện tích một thời gian sau khi nguồn điện bị tắt. Đợi cho đến khi đèn báo sạc tắt trước khi kiểm tra các bộ phận bên trong bộ khuếch đại servo. Hãy luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng trong khi kiểm tra. Một số bộ phận của AC servo phải được thay thế định kỳ. Pin là một trong những bộ phận này. Bộ khuếch đại servo bao gồm một pin giúp duy trì thông tin vị trí hiện tại được lưu trữ trong bộ nhớ của bộ mã hóa khi nguồn điện cấp cho bộ khuếch đại servo bị tắt. Pin thường có tuổi thọ 5 năm kể từ ngày sản xuất nhưng cần phải được thay trước đó khi cần thiết. Bây giờ, hãy cùng bàn về quy trình thay pin. Để tránh bị điện giật, chờ ít nhất 15 phút sau khi tắt nguồn điện cấp cho mạch chính và kiểm tra xem đèn báo sạc đã tắt hẳn chưa trước khi thay pin. Sử dụng bút thử điện để kiểm tra điện áp giữa các cực P+ và N- trước khi thay. Đảm bảo bạn đứng ở mặt trước bộ khuếch đại servo khi kiểm tra trạng thái của đèn báo sạc. Đảm bảo chỉ có nguồn cấp điện mạch điều khiển được bật khi thay pin. Dữ liệu vị trí tuyệt đối sẽ không bị mất nếu bạn thay pin trong khi nguồn cấp điện mạch điều khiển đang bật. MR Configurator 2 cũng bao gồm một tính năng gọi là Life Diagnosis Function, chức năng chẩn đoán tuổi thọ. Chức năng này cho phép bạn biết khi nào cần thay thế các bộ phận cụ thể như các tụ lọc hoặc các rơ le. Trên menu bar chọn Diagnosis và sau đó Life Diagnosis để xem thông tin trạng thái này. Sử dụng hiệu quả chức năng này là một phần quan trọng của quá trình bảo trì phòng ngừa bộ khuếch đại servo.